Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự phát thanh trực tiếp 8 giờ ngày 5 tháng 3 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày mùng 5 tháng 3, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Đài Tiếng nói Việt Nam. Cùng ngày, Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị làm việc với đoàn cán bộ Quỹ dân số Liên hiệp quốc tại Việt Nam Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh sự và chủ trì hội nghị. Cũng trong ngày hôm nay, Hiệp hội Doanh nhân nữ tổng kết hoạt động và kỷ niệm mùng 8 tháng 3. Công đoàn Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội thi Nét đẹp nữ kiểm sát viên ngành kiểm sát Thanh Hóa. Thông tin chi tiết về các sự kiện chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong bản tin thời sự tiếp theo. Tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh Thanh Hóa phối hợp với công ty Zata Comfit Việt Nam, đồn biên phòng Pù Nhi và cấp ủy chính quyền xã Pù Nhi và Nhi Sơn, huyện Mường Lát tổ chức trao hỗ trợ gà giống và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi gia cầm cho người dân trên địa bàn huyện Mường Lát đại diện lãnh đạo tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh, công ty trách nhiệm hữu hạn Zapta Confit Việt Nam, đồn biên phòng Pù Nhi và chính quyền địa phương đã trao 4.000 con gà giống lông màu khỏe mạnh cho các gia đình do đảng viên là cán bộ đồn biên phòng Pù Nhi phụ trách và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hai xã Pù Nhi và Nhi Sơn, huyện Mường Lát. Theo đó, có khoảng 80 hộ dân xã Pù Nhi và Nhi Sơn được hỗ trợ mỗi hộ 50 con gà lông màu giống và thức ăn ban đầu thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và bám sát định hướng của ngành ngân hàng. Thời gian qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Nam Thanh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh, hành động thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Đến nay, ngân hàng đang đầu tư vốn cho hơn 100 dự án nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, góp phần thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế của địa phương. Các dự án được tiếp cận nguồn vốn với lãi suất thấp hơn từ 0,5 đến so với mặt bằng lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác. Cùng với tăng trưởng tín dụng xanh, Agribank Nam Thanh Hóa đã triển khai nhiều chương trình hoạt động gắn với thông điệp vì tương lai xanh như nói không với rác thải nhựa, chung tay làm sạch môi trường biển, trao tặng cây xanh. Từ đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân viên, người lao động và nhân dân các địa phương trên địa bàn tỉnh trong công tác bảo vệ môi trường chống biến đổi khí hậu. Toàn huyện thành lập được 149 tổ công nghệ số cộng đồng với sự tham gia của gần 700 thành viên. Tổ công nghệ số cộng đồng huyện Yên Định đã tích cực tuyên truyền vận động hướng dẫn người dân sử dụng công nghệ số, đưa công nghệ số đi sâu vào cuộc sống, giúp người dân tiếp cận công nghệ theo cách dễ hiểu, dễ thực hiện nhất. Phát huy thế mạnh của một huyện đồng bằng có hạ tầng viễn thông tương đối phát triển, tỷ lệ người trưởng thành có điện thoại thông minh lên tới 65,72% huyện Yên Định sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nhân rộng các mô hình hay cách làm hiệu quả để công cuộc chuyển đổi số ngày càng lan tỏa sâu rộng hơn trong mọi lĩnh vực của đời sống đối với mọi người dân. Ủy ban dân thị trấn Vân Xu huyện Thạch Thành vừa phối hợp với ban quản lý đền phố cát tiến hành tháo rỡ, giải tỏa hàng chục lều quán bán hàng lấn chiếm lòng lề đường trước cửa ra vào đền bẫu và đền quan giám sát để các hộ dân tự nguyện chấp hành việc tháo rỡ, di rời lều quán bán bình theo đúng nơi quy định từ nhiều ngày qua, lực lượng chức năng thị trấn Vân Du đã tiến hành họp dân, tuyên truyền, vận động, ký cam kết đến từng hộ dân thuộc thôn phố Cát. Các hộ đều chấp hành nghiêm túc việc cấm bắn hàng rong, tháo dỡ lều quán, gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại tham quan, vãn cảnh. Tiếp theo là những thông tin trong nước. Tổng cục Hải quan thông tin, Số thu ngân sách nhà nước xuất nhập khẩu từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 29 tháng 2 đạt 25.118 tỷ đồng, trong bối cảnh xuất khẩu hàng hóa tháng 2 năm 2024 giảm 28,1% so với tháng trước. Lũy kế trong 2 tháng đầu năm nay, xuất khẩu ước đạt 59,34 tỷ USD, tăng 19,2% tương ứng tăng 9,57 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, nhập khẩu ước đạt 54,62 tỷ USD, tăng 18%, tương ứng tăng 8, 33 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Theo Tổng cục Thống kê, 2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất siêu hơn 4,7 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt gần 114 tỷ đô la Mỹ. Iraq nói, cán cân thương mại hàng hóa có sự chênh lệch lớn so với cùng kỳ, xuất siêu đạt hơn 4,7 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, một mặt hàng của Việt Nam ghi nhận xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ. Riêng 4 nhóm chủ lực của chúng ta là điện tử, máy tính, điện thoại và linh kiện máy móc thiết bị và dệt may thu trên 5 tỷ đô la Mỹ. Căn cứ vào chương trình kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trong từng thời kỳ do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, ngân sách nhà nước cấp bù lãi suất cho các tổ chức tín dụng do nhà nước chỉ định, để cho các đối tượng tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội vay ưu đãi. Theo đó, mức lãi suất không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong cùng thời kỳ, việc hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi của nhà nước thông qua ngân hàng chính sách xã hội, tổ chức tín dụng do nhà nước chỉ định để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân hoặc tự xây dựng hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở, vay vốn ưu đãi thông qua ngân hàng chính sách xã hội để phát triển nhà ở xã hội. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước tính đến cuối năm 2023, Thanh toán bằng phương thức quét QR code tại Việt Nam đạt gần 183 triệu giao dịch, tăng hơn 170% về số lượng và hơn 74% về giá trị so với năm 2022. Với nhiều ưu điểm về tính nhanh chóng, tiện lợi cũng như tiết giảm chi phí, năm nay tiếp tục được dự đoán là năm bùng nổ của phương thức thanh toán quét mã QR code trong các giao dịch. Trong 5 năm từ năm 2018 đến năm 2023, số lượng giao dịch qua QR code tại Việt Nam tăng trưởng đến trên 470% mỗi năm. Với kết quả ấn tượng đó, trong năm 2024, việc phát triển QR code toàn diện hơn nữa đang được các đơn vị đầu tư đẩy mạnh. Trong năm 2024, QR code được dự báo sẽ tiếp cận nhiều hơn nữa đến với các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Cục Quản lý Lao động Ngoài nước thông tin trong tháng 2 năm 2024, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 10.553 lao động, trong đó có 2.789 lao động nữ. Năm 2024, kế hoạch được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đặt ra là đưa từ 125.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Ngày 4 tháng 3, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ kỳ thi tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh. Như vậy, học sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông nào sẽ được thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo chương trình đó. Nội dung này sẽ được đưa vào điều khoản chuyển tiếp của Thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Năm 2024 là năm cuối cùng thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo chương trình cũ. Từ năm 2025, kỳ thi được điều chỉnh để phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới. Bộ Giao thông Vận tải vừa có công điện gửi Cục Đường bộ Việt Nam Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong mùa lễ hội xuân giáp thìn vào năm 2024. Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các khu quản lý đường bộ tăng cường kiểm tra, ra soát hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc quốc lộ trọng yếu, nhất là các tuyến cao tốc chỉ có hai làn xe hoặc không có làn dừng khẩn cấp, các nút giao thông, đoạn đường có độ dốc cao, bán kính cong hẹp, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông để kịp thời bổ sung kết cấu hộ lan, hốc cứu nạn tại các đoạn đèo dốc trên các tuyến cao tốc quốc lộ trong cả nước. Từ ngày 5 tháng 3 năm 2024 đến ngày 15 tháng 3 năm 2024, Vietnam Airlines triển khai tới khách hàng chương trình ưu đãi giá vé lớn nhất năm chào hè 2024 cho các hành trình bay nội địa và quốc tế. Theo đó, hành khách có thể mua vé đồng giá nội địa với mức chỉ từ 1.099.000 đồng một chặng, đã bao gồm thuế phí để đi nhiều điểm du lịch hấp dẫn như Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Quy Nhơn, Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc. Ngoài ra, các hành trình cứu hồi từ Việt Nam đi quốc tế cũng được triển khai giá ưu đãi với mức thấp nhất chỉ từ 4 triệu 300 000 đồng đã bao gồm thuế phí. Ngày 4 tháng 3, tỉnh ủy Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã có cuộc trao đổi để xử lý một số khó khăn vướng mắc trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, trong đó có sự cố gãy tua bin điện gió. Ông Phạm Văn Thiều, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu chia sẻ, đối với công ty cổ phần năng lượng Hacom Bạc Liêu về sự cố rơi na keo và cánh quạt của trụ tua bin điện gió VKT-08 gây thiệt hại tài sản khoảng 200 tỷ đồng. Dự án nhà máy điện gió Hòa Bình 5 giai đoạn 1 được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu chấp thuận chủ trương đầu tư từ ngày 17 tháng 9 năm 2020 với tổng mức đầu tư 3.200 tỷ đồng, đây là dự án điện gió có quy mô lớn nhất trên đất liền tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong lĩnh vực sử dụng nguồn năng lượng sạch để sản xuất điện năng. Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa thông tin cảnh báo tình trạng lừa đảo trên không gian mạng tuần qua, đó là các chiêu tạo tài khoản Facebook lừa bán vé máy bay để chiếm đoạt tài sản, quảng cáo bán iPhone chính hãng giá rẻ trên mạng xã hội, hàng loạt người dân sập bẫy chiêu trò lừa đảo đầu tư online, chiêu trò lừa đảo việc nhẹ lương cao có dấu hiệu rầm rộ trở lại. Trước tình trạng trên, Cục An toàn Thông tin khuyến cáo người dân cần phải tỉnh táo trước khi thực hiện giao dịch trên mạng xã hội, đặc biệt đối với các quảng cáo giá siêu rẻ và ưu đãi lớn. Cần tuyệt đối tỉnh táo trước yêu cầu cọc giữ chỗ và website giả mạo. Chỉ nên tin tưởng những trang mạng xã hội có dấu tích xanh, tài khoản đã đăng ký hoặc chọn các trang mạng xã hội có uy tín mà mình biết rõ thông tin của người bán những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình thanh hóa xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau